Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Vừa Nấu xin chia sẻ tới các bạn cách làm cá cơm khô chiên nước mắm. Một cái món ăn đơn giản dễ làm nhưng rất là hao cơm. Nếu mà các bạn đang muốn tìm một cái món ăn mới để đổi khẩu vị cho gia đình thì mình mời các bạn hãy vào bếp cùng làm món cá khô chiên nước mắm với mình nha. Nguyên liệu mình còn chuẩn bị đầu tiên là 200g cá cơm. Nguyên liệu tiếp theo là 8 tép tỏi. Cuối cùng là 2 trái ớt hiểm, 1 lát chanh và 2 tép tỏi. Phần này là để mình giã và làm mắm nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tách những cái con cá cơm nó bị dính chùm ra. Nếu mà các bạn mua cá cơm khô mặn thì các bạn phải ngâm nước trước khoảng 15 tới 20 phút. Rồi các bạn rửa sạch cho nó giảm bớt cái vị mặn nha. Còn này là mình dùng cá cơm nhạt vừa ăn nên mình không cần phải ngâm rửa qua nước. Nhưng mà sau khi mua về thì mình phải bảo quản trong cái ngăn mát của tủ lạnh, chứ để ở bên ngoài thì nó rất là nhanh hư đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đập dập 8 tép tỏi và băm nhỏ ra. Băm nhỏ tỏi xong rồi thì mình sẽ giã ớt tỏi và pha nước mắm. Mình cho vào cối 1,5 muỗng canh đường. Rồi mình cho 2 tép tỏi và 2 trái ớt hiểm vào luôn. Tùy các bạn thích ăn cay nhiều hay ít mà mình gia giảm ớt nha. Rồi mình dùng chày giã nhỏ ra. Giã xong rồi thì bây giờ mình sẽ vớt tỏi ớt ra chén. Rồi mình cho tiếp vào chén ớt tỏi 2 muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh tương ớt. Tương ớt này là mình tự làm nên nó rất là ngon và an toàn nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn biết cái cách làm tương ớt này như thế nào thì các bạn hãy vào phần mô tả dưới cái video này để xem nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái muỗng mình khuấy cho cái hỗn hợp nó tan đều. Tùy cá cơm và nước mắm của các bạn mặn hay nhạt, và tùy cái khẩu vị mà các bạn có thể gia giảm đường và nước mắm cho nó vừa ăn nha. Tiếp theo thì mình sẽ bắt cái chảo lên bếp và cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Bật bếp chờ cho dầu nóng. Khi mà dầu nó đã nóng thì mình sẽ cho tỏi đập dập băm nhỏ vào phi thơm. Bạn phi tỏi với lửa vừa và khi tỏi nó gần vàng rồi thì các bạn hãy giảm lửa nhỏ, và khi mà tỏi nó vàng gần ưng ý rồi thì các bạn hãy tắt bếp là vừa nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trút tỏi phi ra chén lược và rây. Cái phần xác tỏi thì chút nữa mình dùng sau, còn phần dầu thì mình sẽ cho lại vào trong chảo để mà chiên cá. Các bạn dùng giấy lau sạch những cái xác tỏi phi còn sót lại trong cái chảo để mình chiên cá cho nó khỏi bị cháy nha. Rồi mình đổ cái chén dầu ăn trở lại vào trong cái chảo, bật bếp lên và cho cá vào chiên. Nếu mà cá nhiều thì các bạn hãy chia ra làm 2 hoặc làm 3 lần chiên. Các bạn cứ chiên từng phần, hễ cái mẻ cá này chín thì các bạn vớt ra dĩa rồi chiên tiếp cái phần khác nha. Các bạn chiên cá khô với lửa vừa và đảo nhẹ tay để cá nó không có bị nát. Khi mà cá vừa chín đều hai mặt thì các bạn hãy cho cái nước sốt vào, chứ các bạn đừng có chiên lâu quá thì cá nó sẽ dễ bị khô và bị cháy không ngon. Cá chín đều hai mặt như vậy là được rồi nè. Bây giờ thì mình
sẽ giảm lửa thật nhỏ và cho cái nước sốt vào. Rồi mình tiếp tục đảo với cái lửa nhỏ cho cái nước sốt nó thấm đều vào trong cá. Các bạn hãy đảo nhẹ tay kẻo cá nó sẽ bị nát nha. Bây giờ thì mình sẽ cho tiếp cái chén tỏi phi lúc nãy vào, rồi mình đảo thêm một chút xíu nữa thì tắt bếp. Các bạn nhìn xem, cá rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn nè. Khi mà nước sốt nó đã thấm đều hết trong cá rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và rút ra dĩa. Món cá khô chiên nước mắm này mà các bạn ăn cùng với một ít dưa leo hoặc là rau sống, thêm một chén cơm nóng hổi thì rất là ngon miệng và rất là hao luôn các bạn. Khi mà mình ăn vào thì cá nó có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay và cái vị chua nhẹ, thơm thoang thoảng mùi tỏi phi. Ngon lắm các bạn. Các bạn hãy làm cái món cá cơm chiên nước mắm này để đổi vị cho bữa cơm gia đình mình nha. Mình chúc cho các bạn nấu thật ngon. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.